Đã nói biết bao nhiêu lần rồi Thằng đó đã bị tôi tát một bạc tay Còn dám ở qua đêm với cháu gái tôi Má có chừng đập trúng miệng Má vào trong đi Cô Sao vậy má Cô cũng hãy nghe cho rõ đây Ngày nào hữu lợi và thằng đó chưa chia tay Thì tôi sẽ không ăn cơm Cũng không uống giọt nước nào Cô hãy nhớ cho kỹ tôi là chủ tịch đây viện trưởng thôi còn đang thuyết giảng à chồng của cô làm nghề gì vậy làm kinh doanh còn con đã có hai đứa Quán trách họ để làm gì? Họ có được cuộc sống tốt thì hãy chúc mừng cho họ. Ôi, ôi, ôi trời đất ơi, ôi, cái lưng nó đau quá, đi vệ sinh cũng khó khăn nữa. ơi trời đất ơi, hả, đi không được gì hết. Ôi trời. Sợ đi vệ sinh muốn chết Cả cơm cũng không có dám ăn nữa Ôi trời ơi. Khó chịu lắm hả Khó chịu muốn chết luôn đây nè Con Tần tinh nó đang bị bệnh Không có đi làm với bộ dạng đó đâu hả Nó đã ra ngoài Còn nói là đưa tố nhã đi nhà trẻ gì đó nữa Nó đi với tú nhã Ôi trời, trời, trời ơi Cái lưng của tôi ơi à, Ờ là bác đây Uh, uh, dạ bác gái lúc này vẫn còn ốm nghén lắm hả dạ uh, 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 dạ ai vậy bác gái à mọi người vẫn khỏe chứ hả phải mọi người vẫn khỏe bác đã gọi điện thoại tới cho con lần thứ hai dạ bác gái hôm nay phải qua nhà một lát mới được đó nha dạ hôm nay hả không lẽ định để cái bụng lòi ra mới chịu mặc áo cưới hay sao dạ con biết rồi con đừng có gọi cho vũ trụ biết nha nghe nói hai đứa gây lộn dạ một mình tới đây bác đã làm cả bạn thức ăn chờ con tới đó nhưng con không tới hôm nay bác không có làm nhiều vậy nữa đâu nói cho bác biết là con muốn ăn cái gì Bác sẽ làm cho con ăn ngay. Tính sao đây? cái chị qua hả? Ôi da. Ôi, hôm nay chắc là đông khách lắm đây. Nóng quá chừng. Má 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 mà xảy ra chuyện lớn rồi. Gì nữa? Bác gái kêu con qua bệnh. Qua gặp mặt? Ừ. Ờ. Nè, con với vũ trụ làm lành rồi à? Đất thân bác gái gọi qua đó. Hỏi con có phải gây lộn với vũ trụ không? Phải qua một mình đi chung không ờ à, cái đó là xu hướng được yêu thích của tình yêu gần đây à, tuy trang phục màu đơn nhưng kèm theo trang sức trong suốt à, cũng được mọi người chào đón bởi vì vậy à, có thể thu hút ánh mắt của người khác với công ty chúng ta à, sẽ tăng cường à, phát triển mặt à, giám đốc giám đốc phải làm sao đây ừ giết giả cho mọi người. Sáng nay hàng mẫu đã được gửi qua Trung Quốc, bên đó cũng đã chọn được rồi. Ba có nhận báo cáo, cực khổ cho các người. Dạ. Dạ. Gần đây giám đốc mình, ông bị sao vậy? Vậy sao? Giám đốc không được tập trung hả? Ừ. Việc công ty con cũng làm xong xuôi hết rồi, ba chán gần chết. Ba, tự nhiên nổi giận như người khác, nghĩ là sao chứ? Con cũng vậy hả? gì ba cảm thấy rất là giận má con ừ, sao nữa bốn năm chục năm còn lại ba còn định chung thủy suốt đời với má con không lẽ vì vậy mà nổi giận gì ba muốn về nhà ờ, ba về nhà trước đi Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Ừ. 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 Tình, tình tình à, chết thế sao? Tình à, nè, ừ. gì à? Dạ, gì dạ. À? bà chủ, tới liền. Ô trời ừ. đất ơi, tình nó bị sao vậy hả bà chủ? Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên nó xỉu. Ừ. 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 nước, lấy ừ. ừ. nước qua đây dạ, Có liền, có liền. Để... Dạ không sao, cháu không có gì đâu mà. Ừ. ngồi xuống, ngồi xuống đi, dưới, dưới vào đây. Cháu giữ vào tôi, Ba, ba có hiện sao? Ê, không có. Bây giờ ba chuẩn bị về. Mời con ăn cơm nha. Ba nhắn tin kêu ba phải về sớm. Tin nhắn con cũng có nhận. Con gọi điện thoại cho má, nói mình ăn cơm xong rồi mới về. Dạ. Cảm ơn con. Má biết rồi, không cần phải lo. Má sẽ nói với bà. Ừ được rồi cứ như vậy không có gì đâu alo em đang ngáp ngủ có phải không Sao anh biết hay vậy? Em đang hấp dài ngấp ngắn luôn. Ăn tối hay không? Chồng con nhà Hữu Bân nói ăn tối xong rồi mới trở về. Chắc là có chuyện. Đã quên lời tôi nói à? Má ra ăn cơm mau đi. Cô, tưởng đầu tôi không dám làm. Cho nên cô lại muốn bài trò à? Ngay cả nước má cũng không uống Con đi dọn cơm Có thể nào cho tôi coi cặp nhẫn này được không? Dạ xin hỏi anh muốn giá bao nhiêu Cái này tôi cũng không rành Hay là cặp này Dạ bà nội Cháu Hãy mau về nhà ngay Cháu có hẹn rồi Cả ngày bà chưa uống giọt nước nào Kêu cháu về thì về ngay Chưa gì đã tới rồi hả Ừ Vậy cũng đành chịu thôi Em đừng lo Sẽ gọi lại cho em sau Ok Ờ, được rồi, được rồi. Đây, bà rót cho con. Ừ. Nè. À, sao? Con có chuyện muốn hỏi bà. Bà, Kim Thái Dương, bà thấy thế nào? Má, xảy ra chuyện gì? bà nội gọi con chưa về ngay cho nên con phải hủy bỏ cuộc hẹn bà đã biết chuyện con đi câu cá rồi sao bà nội lại biết được <laughs> thật sự có tài tính tình cũng không tệ bà thế nói là bạn trai của hữu lợi rất là tốt không phải là bạn trai của hữu lợi cô đang hỏi có phải là người từ kế của ba hay không <cười> <cười> Ba còn giới thiệu anh tới trường thuyết giảng à, Phải Con để ý tới cậu ta Con thừa nhận anh rất có năng lực Và cũng rất thật thà Phải, rất là thật thà Để anh thừa kế ba làm viện trưởng bệnh viện Thì con không có ý kiến Cho con lương đầy đủ Để chi tiêu là được rồi Ý của con là thế nào? Nếu như Kim Thái Dương và Thu hữu lợi làm đám cưới Con muốn xin ba một chuyện ba để chức diện trưởng cho ảnh cũng được Trả lương cho ảnh cao như người trong gia đình cũng được Nhưng đừng để ảnh lấy đi phần của con Có phải còn quá nóng lòng hay không? Đến cuối năm điều chỉnh lại ban quản trị Cho dù Kim Thế Dương được lên chức diện trưởng Hy vọng ba đừng cho ảnh chức hội đồng quản trị Ông nội đã giữ gìn bệnh viện này Không cần biết ai là diện trưởng Chủ nhân của bệnh viện cũng là con. Ừ. Con nói đúng là làm cho bà thấy bất ngờ. Con sẽ không để cho ai cướp mất vị trí của con. Giới trẻ bây giờ đúng là khác thật. Con muốn bảo vệ vị trí của mình, người thừa kế của bà, chủ nhân kế tiếp là con. Con sẽ không nhường vị trí của con cho Kim Thái Dương. Nào uống đi. sao chỉ có hai chén cơm dám cân chi vậy ăn chung đi bà chủ à, cần lấy cho bà không không cần ông xã à bữa nay xem chút nữa tụi tôi sợ hết hồn luôn tại sao con nhỏ giúp việc nhà mình tự nhiên nó bị ngất xỉu giúp việc ờ à. thiệt cực nhọc quá hình như là nó không ngủ được tự nhiên nó xỉu như vậy con đã ăn no rồi con đi đâu chưa ăn cái gì hết mà con quên là có hẹn nè con à cứ để nó đi đi chắc là có hẹn với bạn còn anh ăn với em thì được rồi nói tóm lại làm tôi sợ muốn hết hồn luôn đó ăn cơm đi ờ à, cứ để bác trai về rồi sẽ ăn sau dạ bác gái ôi trời người gì mà cao dữ vậy ha cao quá cứ giống như hoa hậu hàn quốc vậy đó <laughs> cảm ơn bà sao không gọi luôn thằng vũ trụ kêu nó về chung với con ủa sao lại khóc nè sao cháu lại khóc con xin lỗi bác gái con cũng xin lỗi bà nội và bà ngoại. Đừng có khóc, sao lại khóc nữa? Tại sao tự nhiên mà lại khóc? Tại vì con cảm thấy xấu hổ. Có chuyện gì mà xấu hổ? Chắc là thấy lớn tuổi hơn. Chuyện đó hả? Con xin lỗi như bác gái. Ây cha, con cũng đã có con rồi, còn gì? Tuổi tác thì mặc kệ, hai đứa thích nhau là được rồi. Con tuổi gì? Dạ. Không biết tuổi hả? túi thân ờ à, à, bác trai về kìa hà nè vũ trụ đâu ừ. phải nó đâu rồi dạ bà sợ tôi mua ít trái cây nè ôi giờ dạ, ông mua cho con dâu đó hả à, đúng vậy dạ con xin chào bác trai ngoan à, đẹp gái lắm phải không dạ đúng là rất đẹp à. À, vũ trụ đâu cái gì má kêu cổ tên chi vậy à biết rồi biết rồi về liền Ây à nè người ta sắp giao hàng tới đó sẽ gọi sao nghe anh đi hả à phải đi liền ngày mai tới sớm đó à. má bữa nay không đi làm hả phải đi chưa nhưng má còn chưa khỏe không có không có sao mà thiệt không tôi nhả ừ? má khờ lắm phải không tại sao đã biết là bị người ta chọc ghẹo rồi mà má vẫn cảm thấy rung động rung động là sao nên không được khỏe hả <laughs> đúng chắc tại vì vậy mới không được khỏe cho nên mới không có sức lực gì hết con nóng kìa Không có sao đâu Con muốn ma cổng hay không? Không cần, bây giờ con nặng lắm Minh về. À, vậy thì đi thôi Anh lại tới nữa hả? Tới kiếm chỉ à? Ừm, à, còn chưa có tới giờ mà Cũng sắp rồi còn gì nó đẹp gái vậy mà bà không thích sao đẹp chỗ nào mà đẹp già dạ, chát à có bầu rồi mà còn muốn bước vô nhà này có cháu thì càng tốt hơn chứ sao ê ơ à, bà hết đau rồi hả ôi trời ơi có hết đâu chắc ngày mai phải đi bệnh viện thêm một lần nữa ôi trời ơi đau quá à, không phải bà chú ăn cơm rồi sao ê à, cái này là bữa tối Chắc là thời tiết nóng nực cho nên bán rất đắt Vậy à Dạ Nè Mỹ Lai không gọi điện tới hả Dạ Ôi trời làm cho người ta lo muốn chết cũng không có gọi về Dạ Đầu bếp à Cho cháu tôi mì lạnh Ờ à, được Chắc có được không Bà chủ đừng lo Xin chào quý khách ơi Ừ. Ừ. Đỏ quá trời luôn Nè, phải sớm làm đám cưới trước khi bụng bự ra Có sao đâu, bây giờ sinh con rồi mới cưới cũng được Còn nói bậy cái gì đây? Đợi hết hè cưới có trẻ hay không? Chuyện này phải để tôi đi bàn lại với má của Mỹ Lai mới được Dạ, con biết rồi Con dự tính sau này sẽ sống ở đâu? Dạ Bác không có bắt con sống chung với mẹ chồng À Nè, bác sống cả đời với mẹ chồng Nên không bắt con sống chung với mẹ chồng đâu cảm ơn bác cảm ơn cái gì chứ dạ xin lỗi tỉnh táo một chút đi dạ vũ trượng lúc trước đều do đàn ông lo nhà cửa phụ nữ lo của hội môn Ai, nhưng bây giờ giá nhà không phải là thấp cho dù giảm bớt tiền cưới nghe nói bên đàn gái sẽ dùng tiền để mua nhà làm của hội môn cho con đó <laughs> gì chuyện cần nói thì phải nói thôi dạ đúng rồi bác gái chuyện cần nói thì phải nói cho rõ ràng mới được à, ừ, cho nên ý của bác là không cần quà lễ gì hết chỉ cần chuẩn bị cho hai bà là được còn hai bác bên bác trai thì không có anh chị em gì à, bác thì có người em nhưng không cần chuẩn bị gì hết tiết kiệm mấy phần đó lại cứ lấy phần đó đi mua nhà thế sao hả dạ chuyện nhưng mà bác gái chuyện gì cứ nói đi nếu như sống ở nhà con khoảng một năm thì như thế nào hả sống ở nhà con ờ à, nè phải về ở rễ hả phải về ở rễ ừ à, cũng không phải là như vậy má con một mình nuôi con từ lúc năm tuổi cho tới bây giờ đó ồ à. vậy à con mà gả đi à chắc là cô đơn lắm tóm lại đợi cưới xong ừ, sinh con xong cũng phải nuôi con ít nhất là một hai năm nữa ờ à, đúng đó cũng là một cách rất tốt hả má nuôi cháu nội không có nổi nữa Ồ, cái bà này thiệt vậy để cho bên ngoại nuôi giùm đi con cứ ở nhà má khoảng ba năm cũng được mà má má à con là con trai trưởng <laughs> cảm ơn bác gái cảm ơn bác gái nhiều <laughs> má à nè nè à. hai tuần nữa kiểm tra rồi mới quyết định luôn em tự nhiên tới nhà anh làm gì vậy hả bác gái kêu em tới mà thiệt hả là má anh kêu em tới lái xe giùm em đi tại sao <laughs> biết đầu chừng em đang thật sự có con của anh À. Chuyện như vậy Mà má cũng nói cho bằng được hả à. Sao lại để nó đi ở rễ Đâu có ai bắt nó đi ở rễ Ông cũng thấy đó Nó không biết mình lớn tuổi Làm sao cho nó nuôi con được Thôi cứ vậy là bắt thằng con đi ở rễ hả Tôi đã nói Để tụi nó ở chung ba năm thôi mà vũ trụ mở tiệm cũng đã tốn tiền rồi lấy đâu ra tiền để mướn nhà nữa chứ bà thiệt đi mượn tiền được rồi vì tiền bắt con mình đi ở rễ Chị... vừa có nhà ở vừa có người nuôi con ở ba năm ra riêng đâu có chết chóc gì đâu ồ cái tiệm ở bên nhà đó cũng lớn lắm ở bên đó một thời gian trở thành người một nhà nói không chừng ồ vì đứa con gái duy nhất mà mua nhà cho nó luôn ông làm ơn sống thực tế một chút đi ê trời ơi quý bà mạc thục ê ê dạ, dạ nè, bà nè, thiệt nè. là đối Lấy tính chân tôi. ra để cho tôi lao tránh ra ê. anh làm gì vậy? À... tôi về rồi. sao về trễ vậy? Ừ, dạ thưa má. có cần con có mặt không nội? ngồi đi. Ừ, con ngồi xuống đi. Tôi Bắt đầu từ hôm nay sẽ tuyệt thực Cái gì? Con Chưa nói chuyện này sao? Bà xã Xin má cứ ăn cơm đi Tôi Cho tới khi nào hữu lợi và thằng nhóc kia chia tay Tôi sẽ không uống giọt nước nào tôi đã nói rồi Ừ, ừ Mà, nội, nha, má nội, má, à, má. Mà nội, má nội, Mà, à. Mà, nội mở bà nội dạ, mau lên thở sâu mau mà thở sâu vào bà nội bà cái cặp của tôi mở bà nội dạ, bình tĩnh à, đưa cho tôi mau à, à, à. để con làm cho à, à. Từ sáng giờ chưa ăn cơm à? à. Con hãy mau gọi bác sĩ trực đem bình dưỡng khí qua đây. Dạ. Má à, thế sao? Má có nghe con nói gì hay không? À, không sao hết, đừng lo. Má yên tâm. <laughs> nè, chị giải quyết cho tốt đi. Chuyện sao? dám cả gan qua đêm ở bên ngoài là tự em nói đó hả làm sao em biết là kim thái dương đã nói cho em biết ảnh đưa chị đi câu cá suốt đêm giải quyết cho tốt đi còn bà nội thì sao ra ngoài ăn đi. Khi cô ăn đi, nhìn có xanh sao xa như vậy, còn đi làm làm gì nữa? khó chịu hả thế nào làm gì mà khóc ơi <laughs> thiệt tình xấu hổ quá đi cô <laughs> đi đâu vậy không có ăn cơm à Uống đi Thời tiết mát mẻ thiệt đó Tại sao lại tốt với tôi tới như vậy? Gì? Tôi thấy rất mệt mỏi Đừng có làm vậy nữa <laughs> Nhưng mà Tôi thấy có chuyện này rất lạ. Lúc nãy ở trong quán kênh, tại sao lại khóc? Không khỏe hả? Đừng tới tìm tôi nữa. Tôi thích cô thiệt đó. về nhà đi. ờ à, bác sĩ dương, bác sĩ có tin nhắn nè. và dạ phải tôi là kim thái dương đúng rồi là tôi đã nhắn cho cậu vì con trai tôi đang làm phẫu thuật phiền cậu cho toa thuốc chích nhờ y tá phát đem tới đây dùng bà chủ tịch hiện giờ không được khỏe ừ. bà đi đâu đó ờ bệnh viện được rồi đi chung ờ, khỏi không cần bà ở nhà đi tôi khỏe nhiều lắm rồi đi một mình không có được tôi sẽ về mau mà vậy bà có làm vật lý trị liệu không phải hỏi thái dương xong mới biết ừ, được bà đi đây Ồ ờ. trời đất ơi ôi già dạ, cái lưng của tôi ôi à dạ. sao lại tự mình tới đây đã không biết thì thôi. Nếu biết thì phải tới chứ. Bác vẫn khỏe chứ. Còn bà đang ngủ à? Ờ, chắc là vậy. tôi được rồi. Đi bên này. <laughs> không có sao chứ dạ yeah. cậu cậu đang làm gì ở đây ra ngoài cậu tưởng đây là chỗ nào đi ra ngoài Đi mau à, à. Nằm xuống đi, à, nằm xuống Là cô, là cô à. Bây giờ để con tới bệnh viện lấy thuốc mới Sau đó con sẽ chích cho má Cái gì? Con sẽ gọi gì giúp việc vô đây Má cứ nằm xuống nghỉ Ừ. À, à, à. Có lẽ là cháu không nên tới đây Cậu tới tôi phải cảm ơn mới đúng Cháu về bệnh viện lấy thuốc rồi đem tới đây cho bác Không cần, chút nữa tôi sẽ qua đó Cậu chắc là bận lắm, còn làm phiền cậu tới đây nữa Dạ, vậy cháu trở về bệnh viện Lấy thuốc đưa cho y tá phát Cảm ơn cậu cảm ơn cô nhiều. bây à, giờ trong đi bà. cô làm ơn đỡ giùm tôi. cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm bà ơn muốn tới khoa nào? tại cái lưng của tôi nó không được khỏe. vậy là khoa chấn thương cục sống rồi. À? À. bà có nhìn thấy thang máy bên kia hay không? Má thằng ngô. không nhận ra tôi hay sao? là tôi đây nè tôi là má vợ có kim thượng bùi đó đã nhớ ra rồi hả nhận ra tôi được chưa bà đã nhận lầm người rồi cô có biết tin tức con trai mình không à.